Cho nên là phải cấm anh mình từ thiện cho họ. Mày này lại ngon đấy. Cái cắm xịn nó chân nó bằng đồng nó to. Cũng có loại bằng đồng nhưng nó bé. Cắt dây so le kia là nó hay tuột một bên lắm. Đúng rồi. Ông à, ông ra xem công trình ạ. Bạn để chỉnh cho đúng cái con ốc kia nó nằm ngang, bên dài bên ngắn là sẽ rất là vất vả, hai bên nó bằng nhau thì nó dễ hơn. Xoay cho nó đúng cái con ốc nó nằm ngang nó vào cái rãnh thì nó khớp vào chính xác luôn. Không đúng, xoay con ốc nó nằm ngang đấy, thế chuẩn chưa, thế nó mới khít. Cái này nó chặt lắm, nó chính xác rồi, nó tránh cắm không được dơ dão. Giờ dưới ra chiếu bọn nó bốc đất kìa, quay bọn nó bốc đất kìa, bốc đất rồi không phải.